là nhạc Việt đón chào bên nhạc song sinh mới Gimini. Vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, nhóm nhạc Gimini tổ chức họp báo giới thiệu MV ca nhạc mang tên Vì Yêu tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, hai chị em song sinh Bảo Anh, Bảo Trân cũng gây sốt với ca khúc hợp tác với ca sĩ Bằng Cường, khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi. Lấy đi thôi, muộn lắm rồi. Sự kiện có sự tham gia của ca sĩ Bằng Cường, Nhật Tinh Anh, Huyền Anh, Bà Tưng, Ngọc Ni, The Voice, Bảo Yến, Pro. Vì Yêu của nhóm nhạc Gimini được ra mắt vào tháng 2 năm 2020 với giai điệu nhẹ nhàng, bắt tai, ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit đình đám, hút hơn 7 triệu lượt nghe trên một trang trực tuyến, được nhiều người cover lại và đặc biệt là tạo nên một kỷ lục trên ứng dụng giải trí nổi tiếng với hơn 300.000 video được thực hiện trên nền nhạc Vì Yêu, nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Hai chị em song sinh Bảo Anh, Bảo Trân của Gimini đã quyết định đầu tư ghi hình MV cho ca khúc. Trước giờ MV chính thức lên sóng trên YouTube, Bảo Anh không giấu được cảm xúc hạnh phúc. Cô bộc bạch, đây là sản phẩm được Gimini đầu tư chỉnh chu, đầy tâm huyết. Không chỉ âm nhạc bắt tai, nhóm còn muốn hướng đến hình ảnh của những cô gái đa năng, vũ đạo giỏi, diễn xuất tốt. Trong MV, nếu Bảo Anh là người dẫn chuyện thì Bảo Trân đảm nhận vai trò là diễn xuất, đóng cặp cùng với người mẫu lai, Nicolai Đinh. Cả hai vào vai người yêu, vì yêu, cô nàng dành hết tình cảm chân thành của mình cho đối phương. Dẫu biết bạn trai bị nghiện nhưng cô gái vẫn hết sức cố gắng, với hy vọng có thể giúp anh trở lại con người bình thường. Để rồi sau tất cả, người con gái nhận ra nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác. MV này quay rất vất vả, cả ekip phải làm việc xuyên đêm để cho ra những cảnh quay đẹp mắt nhất. Bảo Trân và Nicolai Đinh là bạn bè thân ngoài đời, nên khi vào vai yêu đương, cả hai bắt nhịp khá nhanh, không ngại ngùng. Những cảnh tác, giằng xé, quay xong cả hai đều bầm dập hết người. Xem xong lại MV hoàn thiện thì cả ekip đều hài lòng với công sức đã bỏ ra. Bảo Trân chia sẻ, kịch bản của MV do Bảo Anh và Bảo Trân viết. Để các câu chuyện cuối cùng, hai chị em song sinh cũng đã nảy ra nhiều tranh cãi, thậm chí là giận nhau nhưng không quá được vài tiếng. Tôi nghĩ cái tranh cãi phản biện thì công việc mới hoàn hảo được. Chị gái Bảo Anh nói, MV lần này của Gimini cũng có sự tham gia hỗ trợ của ca nhạc sĩ Bằng Cường với vai trò là giám đốc sản xuất. Về cơ duyên gắn bó với nhóm nhạc Gimini, Bằng Cường cho biết, anh rất bất ngờ và ấn tượng với hai chị em song sinh về chất giọng, cách làm việc chuyên nghiệp và sự nhiệt huyết cần có của một nghệ sĩ. Trong quá trình hợp tác và làm việc, Bằng Cường còn bất ngờ khi Bảo Anh, Bảo Trân tạo ra khá đa năng. Ngoài chất giọng tốt, cả hai còn có khả năng sáng tác, chơi đàn, tự biên đạo ca khúc. Gimini luôn tạo ra điều mới mẻ, tôi hy vọng nhóm sẽ được thăng hoa hơn nhiều trong tương lai. Bằng Cường nói thêm, Gimini là nhóm nhạc bao gồm hai thành viên, Bảo Anh và Bảo Trân. Nhóm từng đoạt giải nhất cuộc thi hợp ca tranh tài vào năm 2012 và sau đó bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp và đã ra mắt hai single Mang Nắng Thơ Anh và Đừng Bao Giờ Níu Kéo.